Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là một trong những cái điểm trung tâm nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành. Phải nói là đến giờ này là sân bay quốc tế Long Thành san lấp nền, bên trong là xây dựng sầm uất ầm ầm và các tuyến đường đấu nối bắt đầu đi vô. Điểm trung tâm nhà ga hành khách, vị trí này là nó giáp với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành nha các bạn, nằm ở đoạn giữa. Thì đây là nếu chúng ta sẽ tính là đến khu tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường 769 là khoảng 3 km. Từ vị trí này thì nó cách giáp với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là 1 km. Tính ra là từ đầu năm tháng 1 2022 đến tháng 5 2022 mà đã với một cái tốc độ xây dựng công trình cảng hàng không quốc tế Long Thành đến thời điểm này phải nói là rất là kinh khủng, đúng không các quý vị? Các bạn xem để các bạn đã thấy. Thì sắp tới thì mình sẽ đến đoạn xã Long An, mình sẽ review coi sang lấp nền đã tới đoạn nào để mình cùng chia sẻ với tất cả các quý vị. Ở phía tây sân bay Long Thành, từ tuyến quốc lộ 51 đi vào đường Giải Phóng vào 5 km, còn gọi là tuyến đường khai thác đá xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Và em cũng xin chia sẻ với tất cả các quý vị là tuyến đường 770, đường Hương Lộ 10 cũ nối liền với đường 769 của xã Bình Sơn, nay là chúng ta sẽ không đi vào đây được nữa. Tất cả là đều phải đi tuyến đường Hương Lộ 10 mới hoặc là đi đường Cầu Mên giáp ranh phía đông cảng hàng không quốc tế Long Thành. Và đã chốt chặn hai đầu ở phía xã Cẩm Đường giáp với cảng hàng không quốc tế Long Thành. Khi đến đoạn đường này là chỉ còn một số hộ dân ở trong xã Suối Chầu cũ, gọi là xã Bình Sơn ngày xưa, thì phải xuất trình giấy tờ tùy thân từ người địa phương với được quyền ra vào để họ vận chuyển những cơ sở vật chất, nhà cửa để chuyển ra khu tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành nha các quý vị nha. Và cũng còn một số các quý vị anh chị là chưa biết đường Hương Lộ 10 mới và đường Cầu Mên, thì bạn nào mà quan tâm nếu chưa biết khu vực này thì hãy comment phía dưới, để lại số Zalo thì mình sẽ gửi cái video hướng dẫn các bạn đi tuyến đường từ đoạn chốt chặn đi đường Hương Lộ 10 mới và đường Cầu Mên ra xã Cẩm Đường nha các quý vị. Còn ngoài ra anh chị em nào mà có quan tâm về đầu tư khu vực vành đai cảng hàng không quốc tế Long Thành về bất động sản, đất xưởng, đất kho bãi, nhà vườn thì liên hệ trực tiếp với em. Rất nhiều quỹ đất cho nhiều doanh nghiệp để về đây đầu tư sản xuất kinh doanh. Số điện thoại của em là Zalo 0982687668. Các quý vị anh chị nào đang xem video này hãy cho em một like và comment bên dưới và hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video kế tiếp liên quan bất động sản vùng ven cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Hello friends.